Hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn buông thư. Thả lỏng buông thư ngay đầu ngày mới thứ hai để chúng ta có một cái tuần làm việc tuyệt vời. Thả lỏng buông thư, chú tâm ghi nhận các cảm giác trên thân, ghi nhận một cảm giác trong bình an. Chào ngày mới, tuần mới. Thả lỏng hết, hoàn toàn thả lỏng. Buông hết, hoàn toàn buông thư. Hoàn toàn thả lỏng trong bình an. Ngồi như Phật ngồi, an như Phật an.